Tính đến trước vòng đấu cuối cùng của nhóm chủ hạng V-League 2023 giai đoạn 2, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là ba đội đứng cuối. Trong đó, câu lạc bộ Đà Nẵng FC ở thế bất lợi nhất khi kém hai đối thủ 3 điểm. Muốn ở lại V-League, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Đức phải thắng ở vòng cuối trước Khánh Hòa và chờ đợi kết quả thuận lợi từ trận đấu giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh FC và Bình Dương FC. Nếu câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh FC thua, câu lạc bộ Đà Nẵng FC chỉ cần thắng tối thiểu là chu hạng. Trong trường hợp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh FC thắng trận, đội bóng sông Hàn, hiệu số bàn thắng bàn thua là -10, phải thắng đậm để vượt chỉ số phụ của đối thủ cạnh tranh là câu lạc bộ Bình Dương, -4. Chênh lệch 6 bàn không dễ bị san lấp, câu lạc bộ Đà Nẵng FC thất thế trong cuộc đua chu hạng với Bình Dương FC và Thành phố Hồ Chí Minh FC. Trong trường hợp trận đấu trên sân Thống Nhất kết thúc với tỷ số hòa, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh FC và câu lạc bộ Bình Dương FC chắc chắn chu hạng. Đây đương nhiên là kịch bản mà câu lạc bộ Đà Nẵng FC không mong đợi. Tuy nhiên, khả năng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh FC và Bình Dương FC chia điểm không phải là thấp khi hai đội ở hoàn cảnh buộc phải thi đấu thận trọng, ưu tiên giữ điểm. Sau trận thua Sông Lam Nghệ An hôm qua, 5 tháng 8, khả năng câu lạc bộ Đà Nẵng FC xuống hạng rất cao. Kể từ khi giành ngôi Á quân hạng nhất năm 2000-2001 và thăng hạng chuyên nghiệp cho đến nay, đội bóng sông Hàn chưa từng rớt hạng. Trong khoảng thời hai thập kỷ gắn bó với V-League, câu lạc bộ Đà Nẵng FC giành hai chức vô địch vào năm 2009 và 2012. Bên cạnh đó là danh hiệu Cúp Quốc gia 2009 và Siêu Cúp 2012. Ở V-League 2023, câu lạc bộ Đà Nẵng FC thể hiện bộ mặt nghèo nàn. Họ không thắng 10 trận liên tiếp, trong đó có 5 trận hòa và 5 trận thua. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức thay thế ông Phan Thanh Hùng giữa mùa giải nhưng chỉ giúp đội nhà giành được một chiến thắng trong 7 trận đấu gần nhất. Tôi trở lại đây trong hoàn cảnh đội bóng đứng top cuối, rất dễ rớt hạng. Tôi đã có những trận đấu với niềm tin rằng các cầu thủ sẽ thi đấu và chống chọi được. Tôi cũng không tạo áp lực cho các cầu thủ nhưng các bạn vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội như các trận đấu trước. Các bàn thua rất lãng xẹt. Bây giờ, tôi chỉ biết hy vọng đội chủ hạng thành công thôi. Trận tới, chúng tôi sẽ cố gắng ghi bàn, giành chiến thắng và chờ kết quả trận Thành phố Hồ Chí Minh FC gặp Bình Dương FC. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức chia sẻ về hoàn cảnh đội bóng hiện tại.